thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ năm 30 tháng 12 năm 2021, Phật lịch 2565, tuần lễ sinh hoạt đặc biệt tiễn năm 2021 bước sang năm 2022. Chủ đề hôm nay: sống với chính mình. Thì tôi chắc đẳng điều học chương trình. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta đang nghiêm tâm nghiệp lễ Tam Bảo, chúng ta xin kính thỉnh thần tâm minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc, thiện thệ thế gian dài, vô thượng diệu ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Hiệu năng hướng trí giả thân chứng, diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết đặt trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, tuần lễ sinh hoạt đặc biệt tiễn năm 2021 bước sang năm 2022, chủ đề hôm nay: sống với chính mình, cách ly phong tỏa và sự cô đơn thời đại dịch, khác biệt giữa sự cô độc và hạnh độc cư, những lợi lạc khi biết sống một mình, làm gì để xua tan sự trầm cảm cô đơn. Theo Phật pháp, mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng, điều này nên được nhận thức thế nào trong cuộc sống hàng ngày? Chúng con cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi biểu học chương trình. Nam mô Bụt Thầy Giáo, kính lễ Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, chúng ta lại một lần nữa trong những ngày cuối năm 2021 đề cập đến những khía cạnh tương đối là không có tích cực lắm của cuộc sống. Nhưng mà rồi việc này nó cũng tốt, bởi vì nó là một thực tế. Để rồi chúng ta sẽ nói về những điều vui hơn khi mà chúng ta bắt đầu năm mới 2022. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ đi chung quanh chủ đề mà có lẽ chưa bao giờ nhân loại thấm thía giống như là chúng ta đang trải qua trong mùa đại dịch. Đó là sự cô đơn. Sự cô đơn ở đây không nhất thiết là chúng ta sống độc thân, không có người ở bên cạnh mình. Nhưng mà sự cô đơn ở đây đó, nó là một cái tình huống mà chúng ta bị chi phối bởi dịch qua sự cách ly, sự phong tỏa. Và đôi lúc là chúng ta cảm thấy rằng những liên hệ của những người xung quanh trở nên rất là khó khăn. Chúng ta đưa ra ba thí dụ. Thí dụ đầu tiên là người ta nói về sự chi phối của những người. Mỗi khi gặp người khác thì tai bắt mặt mực,
Bây giờ tai không thể bắt được, tại vì giữ khoảng cách. Mặt không thể mừng được, bởi vì họ đã bao khẩu trang bên ngoài. Và đôi lúc, lúc người ta cảm thấy rằng cái khả năng để mình diễn đạt những cái cảm xúc trong lòng mình qua khẩu trang thật sự rất là khó. Và điều này gây không ít sự khó chịu cho những người muốn quen truyền đạt người khác bằng cử chỉ hay là bằng nét mặt của mình. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, đôi lúc có những cái sự cách ly vì lý do là bản thân của chúng ta bị nhiễm hay là liên hệ với những người bị nhiễm. Ví dụ như ở Việt Nam gọi là FO hay F1 chẳng hạn, F1 hay FO. Thì ở đây một lần nữa, những người bị bệnh lẽ ra trong điều kiện bình thường được chăm sóc tốt bởi người thân, bây giờ có đôi khi người ta cảm thấy rằng mình bị cách ly nhiều hơn là được sự quan tâm đúng mức. Chứ là chưa kể đến có những trường hợp mà có những con phố, có những khu vực mà kể những thành phố, một quốc gia, chúng ta cảm thấy rằng không biết bao nhiêu cái hàng rào dựng lên. Ở trong thế kỷ 20 và 21, nhân loại đã mục đích một cái sự mở rộng cửa biên giới. Người ta có thể đi dễ dàng từ quốc gia này sang quốc gia khác, từ châu lục này sang châu lục khác. Chúng tôi nhớ là khi chúng tôi còn nhỏ trước năm 1975, mà gọi là một người Việt xuất ngoại, đó là một chuyện rất lớn. Bây giờ chuyện xuất ngoại không phải là chuyện lớn nữa. Giấy tờ thì đơn giản hơn, tiền bạc đơn giản hơn. Chúng ta có một thế giới rộng hơn. Và thế giới rộng đó có thể cho người ta đi đến nhiều quốc gia mà cái hộ chiếu của chúng ta có cho phép đi, thậm chí không cần xin chiếu khác nhập cảnh nữa. Bây giờ thì cái không gian đó đã hẹp lại. Đôi khi người ta không thể rời khỏi quốc gia của chính mình. Và người ta cũng không cho phép du khách từ quốc gia khác đến chính mình. Và chẳng những vậy, chúng ta nghe rất nhiều trường hợp như thành phố Sài Gòn. Có khi đã có những thời kỳ phong tỏa mà nội bất xuất ngoại bất nhập. Người ta cảm thấy như bị giam cầm, không về được lại quê hương của mình, không về lại được mảnh đất, khu vườn mà mình ở. Và chúng ta cũng nghe nhiều trường hợp có những người phải lén lút, phải hối lộ để đi qua các trạm kiểm soát. Tất cả những điều đó, đó nó nói lên rằng trong thời kỳ đại dịch chúng ta bị hạn chế rất nhiều. Riêng ở tại Hoa Kỳ, thưa quý vị, ngày hôm qua đó người ta ghi nhận là có hơn 800 chuyến bay bị hủy bỏ. Những ai mà sống ở tại Mỹ thì hiểu rằng đi lại bằng máy bay đó là một trong những phương tiện rất là quan trọng để đi từ tiểu bang này qua tiểu bang khác. Và trong thời gian vừa qua thì người ta rất muốn những chuyến bay như vậy được phục hồi ở nền kinh tế được tăng trưởng và người ta có thể đi lại dễ dàng hơn trước. Bây giờ thì vấn đề đó là như vậy, là các nhân viên của những hãng máy bay bị lây nhiễm do sự lây nhiễm nhanh chóng của Omicron. Mà bây giờ phi hành đoàn, những người lái máy bay, những người phục vụ trên máy bay, những thợ máy bị COVID thì người ta làm gì? Thì chỉ có cách là hủy bỏ chuyến bay. Nó giống như một cuộc đình công bất đắc dĩ. Nó giống như là một cái đời sống ẩn dật bất đắc dĩ. Người ta phải sống riêng, người ta phải sống ở trong một cái sự cô đơn. Mà sự cô đơn này do đại dịch chứ không phải do sự lựa chọn. Ngày hôm qua chúng tôi có đọc một bài viết nói
về đề tài là đại dịch đã thay đổi cá tính của con người như thế nào. Thì thưa quý vị, quả thật, người ta nói là giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta không thay đổi. Chúng ta thay đổi rất nhiều theo hoàn cảnh, theo thời gian, theo sự giáo dục. Nhưng mà phải nhìn nhận rằng đại dịch sẽ có những thay đổi lớn giữa con người với con người, dưới những cái trào lưu trong xã hội. Ngày hôm qua chúng tôi có đề cập đến, người ta nói rằng sau khi đại dịch hết rồi thì cái cách mà người ta mua sắm nó khác hơn trước kia. Người ta sẽ mua sắm online nhiều hơn là đi đến các cửa tiệm, và rất nhiều shopping mall của Mỹ bị đóng cửa hay là phải thay đổi, bởi vì người ta lười đi shopping mall mà người ta mua trên internet nhiều. Ở trong giáo dục cũng thay đổi, người ta thấy rằng thay vì đến trường bị lây nhiễm mà có nhiều phức tạp thì trò có thể học online tại nhà. Bây giờ iPad, laptop, desktop nó quá tiện lợi, nó quá dễ dàng để cho bất cứ ai sử dụng, và những học sinh nhỏ đó sử dụng còn thành thạo hơn cả người lớn nữa. Không phải chỉ có du lịch, không phải chỉ sự giáo dục, mà ngay cả làm việc. Người ta ước tính rằng cái con số người mà làm việc ở tại nhà, điều hành những cái công việc thương mại, cũng như là lấy cái nhà biến thành văn phòng, gọi là home office, nó sẽ nhiều, rất nhiều lần so với trước khi đại dịch. Bởi vì nó sẽ tiết kiệm được rất nhiều cho các công ty nếu nhân viên làm việc ở nhà. Con người thì có một đặc biệt, thưa quý vị, chúng ta thích nghi. Không phải chỉ trong du lịch, ở trong việc làm, ở trong sự giáo dục, nhưng mà ngay cả cái lề thói ăn uống của chúng ta. Chúng tôi có nói chuyện với một vài Phật tử đó. Ngày xưa khi muốn ăn cái gì, người ta thích ra quán cà phê, ngồi cà kê, ra nhà hàng ngồi. Bây giờ họ đã trở thành một thói quen. Họ cảm thấy tiện lợi khi mà order một ít thức ăn ở nhà hàng chạy ra, lấy đem về nhà để ăn ở tại nhà. Và nó cũng trở thành thói quen. Chúng ta nói về những thói quen ăn uống, du lịch, học hành, đi làm. Nhưng mà có một thứ mà thưa quý vị, mới rất là khó để thay đổi. Và đây là một trong những vấn đề mà nó tạo nên những cái khó khăn chúng ta. Đó là sự cô đơn. Con người là một sinh vật rất là đặc biệt. Chúng ta không có một cái mẫu số chung giống như là ông loài kiến. Chúng ta có nhiều đức tính cá biệt. Có người thì sống thích cuộc sống hợp quần, đông đảo. Có người thì sống riêng lẻ, cô độc. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận một điều rằng phần đông con người đó rất cần một nhu cầu. Nhu cầu được tiếp xúc, nhu cầu được liên đới, nhu cầu được hỗ trợ, nhu cầu để thấy mình là một phần của cái gì đó. Và thưa quý vị, chúng tôi làm việc ở trong giáo hội. Có một số các thành viên nói chuyện với chúng tôi, họ nói rằng thực sự mà nói đó, họp hành trên điện thoại thì chuyện đó nó cũng có cái tốt, nhưng mà có việc chứ nó không thể bằng đi bye bye và gặp lại với nhau, ngồi lại với nhau nói chuyện. Nhiều khi gặp với nhau không có chuyện gì, mặc dù các vị lớn tuổi đi lại khó khăn, nhưng mà các vị vẫn muốn gặp mặt với nhau. Chúng tôi có nghe một vị linh mục than phiền là sau đại dịch rồi sẽ có một số đông những tín hữu của Thiên Chúa giáo, họ muốn tham dự thánh lễ ở nhà bằng cách online. Mà cách online là cách bây giờ người ta đang lựa chọn, bởi vì sự lây nhiễm khắp nơi và cái số hồng y linh mục giám mục bị chết vì COVID quá nhiều, người ta bắt buộc phải làm online cho được an toàn. Chúng tôi nghĩ rằng một ngày nào đó đó thì chúng ta sẽ thấy sự tu học sẽ được
truyền đạt hướng dẫn qua online, qua mạng internet nhiều hơn sau khi đại dịch. Tuy nhiên có một thứ mà không bao giờ có thể thay đổi được, đó là sự liên đới mật thiết, mặt đối mặt, sự hiện diện của chúng ta ở một nơi nào đó. Cho dù ngày hôm nay thứ một buổi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta vào trong Pao Talk, ngồi nghe chư tăng Phật tử, người ở Việt Nam, người ở bên Mỹ, người ở Âu Châu, người ở Canada, người Úc Châu, vào cùng nghe pháp, cùng sinh hoạt. Nhưng mà rồi chúng ta lại phải cần đi chùa, cần có mặt, cần hội họp. Ngay cả trong gia đình mà gặp mặt với nhau trong mùa Noel thì ta gặp mặt qua Zoom, FaceTime. Bây giờ FaceTime ta có thể gặp mặt nhiều người, nhưng mà có cái gì đó cũng khiến cho người ta cảm thấy rằng cái sự gặp mặt như vậy nó vẫn xa cách, mặc dù mặt có thể thấy mặt. Bây giờ video conference, bây giờ FaceTime nó trở thành cái gì quá dễ dàng, quá thực sự. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta phải nhận ra một điều rằng bản năng của con người đa phần cần có cái nhu cầu về cái sự liên đới mật thiết giữa người này và người khác. Cái gọi là online, cái gọi là liên hệ qua mạng internet đó, nó giúp cho chúng ta bao nhiêu để giải quyết việc đó thì chúng ta chưa biết, nhưng mà rõ ràng nó có ảnh hưởng tâm lý của người. Tờ Psychology Today tháng vừa rồi đó có đưa ra một cái sự thăm dò, và sự thăm dò đó cho chúng ta thấy được cái tỷ lệ con người bị trầm cảm rất cao bởi vì sự cách ly ở trong thời đại dịch, bớt đi lại, gặp nhau thời gian quá ngắn. Nó là cái gì đó rất là bất bình thường. Hôm qua thưa quý vị, chúng tôi đi một cái đám tang của một Phật tử, và Phật tử này bị COVID. Đám tang rất là khác biệt, chỉ có một buổi lễ duy nhất thôi ở tại lò hỏa táng, thay vì có một ngôi nhà nguyện. Và thân nhân đến phát tang rồi tụng kinh thuyết pháp xong rồi hỏa táng, xả tang đi về. Mỗi người làm theo kiểu gọi là đánh nhanh rút nhanh, và điều này đó nó không ít vì nhiều đã ảnh hưởng cái tâm lý của phần đông chúng ta. Ở đây chúng ta phải nói một điều là trong trường hợp một người đi vào trường thiền, sống ở trong một cái thiền thất, sống một mình, thì thưa quý vị, đó là một cái đời sống độc cư do sự lựa chọn của mình. Nó rất khác với một sống đời sống cô đơn bất đắc dĩ. Cái gì mà bất đắc dĩ có nghĩa là chúng ta không muốn mà chúng ta phải làm như vậy, thực sự đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta có học Phật pháp mà chúng ta có tu tập, thì thưa quý vị, chúng ta có thể tận dụng cái hoàn cảnh sống cách ly đó để chiêm nghiệm thêm một điều mà Đức Phật ngày gọi là biết sống một mình. Chúng ta có đọc một câu chuyện mà sau này trong lớp Phật pháp cơ bản quý vị cũng sẽ học tới đó, là ngài Mahakassapa có một người đệ tử xuất gia, và sau này người này vì lý do nào đó hoàn tục và phạm tội bị bắt vào trong nhà tù. Ở trong đời sống giam cầm đó, lao lý, thì người này lại bỗng nhiên nhớ đến những ngày tháng tu tập và khai triển thiền chỉ, đắc thiền và tự mình có được tự do. Về điểm này thì chúng ta phải nói rằng rất là hy hữu
đa số chúng ta khi mà thân bị cách ly thì tâm của chúng ta rơi vào trong tình trạng cô đơn. Nó rất khác với cái nếp sống biển ly mà chúng ta được biết. Và ở trong kinh cũng có nói đến gọi là người biết sống một mình. Biết sống một mình là một nghệ thuật. Biết sống một mình là một cái nền tảng của sự tu tập. Và Đức Phật Ngài cũng dạy chúng ta rằng ở cuộc luân hồi này, mỗi chúng ta ra đi, ở trong cái độc lộ trường thiên đó, mỗi chúng ta phải ra đi một mình. Chúng ta phải đi theo cái nghiệp riêng của mình. Chúng ta không thể nói rằng mình luôn luôn có người đồng hành. Ở trong cuộc sanh tử thì có lúc gặp nhau. Nhưng mà thưa quý vị, một khi mình bệnh, mình nằm trên giường bệnh, cái đau đớn, cái nhức nhối và bước qua cánh cửa của tử sinh, thì thưa quý vị, chúng ta phải đi một mình. Chúng ta phải đi theo cái nghiệp của mình. Nếu chúng ta đọc kỹ ở trong kinh điển ngày xưa để lại thì rõ ràng là chư vị Bồ Tát, và đặc biệt là chư vị Bồ Tát hướng cầu quả vị chánh đẳng chánh giác, các ngài không biết có bao nhiêu lần để nhấc áo ra đi vào trong rừng, sống trở thành những đạo sĩ, sống một mình thôi. Bậc đạo sư của chúng ta cũng vậy. Và cái khả năng sống một mình thì thưa quý vị, nó tạo chúng ta một cái cơ duyên tập trung nhiều hơn, phản ảnh và biết về bản thân mình nhiều hơn. Đồng thời sống không có ỷ lại, không có tự mình che đậy sự cô đơn bằng cách nói, bằng cách tiếp xúc. Quý vị thấy rằng đa phần chúng ta nghĩ rằng mình cầm điện thoại lên, mình nói chuyện với một ai đó, mình tác sách với một ai đó, thì như vậy có nghĩa là mình không bị cô đơn. Nhưng mà kỳ thực thì mình rất cô đơn mà mình không biết. Và cái giá phải trả cho chúng ta là dù thế nào đi nữa thì chúng ta phải đối diện với chính mình. Chúng tôi nhớ là chúng tôi có gặp một số các vị trưởng lão. Trong sự tiếp xúc, trong sự quan sát thì chúng tôi biết rằng các vị trưởng lão thấy vậy, mặc dù có nhiều đàn tính, có nhiều đệ tử, nhưng mà các ngài ở trong một phương diện nào đó cũng rất là cô đơn. Một người đi làm việc gì đó, và cái công việc làm đó nó có tất cách là nổi trội, ưu việt, phi thường, thì người đó cũng là những người rất cô đơn. Ở trong cuộc sống này, chúng ta đến một mức độ nào đó thì thưa quý vị, chúng ta không còn có nhiều người chia sẻ với mình nữa. Mình phải cấm cô đơn. Và lúc đó mình phải chấp nhận chính mình. Dĩ nhiên là một số lớn chúng ta sống luôn luôn cần có những người để tâm sự, để than vãn, để tương tác. Nhưng mà rồi ở trong thời kỳ đại dịch, mặc dù cái hiện tượng cách ly phong tỏa đó là ai cũng bị, nhưng mà quả thật có nhiều người đã cảm thấy rất là khó chịu, bế tắc, buồn nản ở trong cuộc sống như vậy. Nên chi, thưa quý vị, ngày hôm nay trong cái mùa đại dịch, với cái hiện tượng mà sống một mình, chúng ta lại có một cái đề tài rất là quan trọng. Đó là chúng ta nói về cái ảnh hưởng của sự cô đơn khi bị cách ly, phong tỏa, và đồng thời chúng ta nên sống một mình như thế nào. Bây giờ thì thấy Thượng tọa Từ Siêu, Thượng tọa Pháp Tăng, Thượng tọa Tự Nguyện có mặt ở trong room. Hôm nay là ngày gần cuối năm, ngày mai chúng ta còn một ngày nữa, và ngày mốt thì chúng ta bước qua năm mới rồi. Mà Thượng tọa Từ Siêu không biết Thượng tọa có ở trước máy và Thượng tọa nghe được không? Nếu Thượng tọa Từ Siêu nghe được xin dạ. Mà Thượng tọa Từ Siêu
Đức Phật ngài dạy chúng ta về hạnh độc cư và sống độc cư với sự sống cô đơn nó khác biệt nhau như thế nào. Và từ cái góc nhìn của một vị tu sĩ, và nhất là như bây giờ tôi gọi tôi siêu là một vị kể như là lên hàng trưởng lão sống ở trong đạo, thì tôi có cảm thấy là càng ngày thì mình có những lãnh vực mình cô đơn không? Và trong cái sự cô đơn độc cư đó, chúng ta cân nhắc và nhìn như thế nào qua hai phương diện đạo và đời, qua phương diện Phật pháp và phương diện bản năng. Xin kính thưa tòa tổ sư. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào thượng tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức, thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, khi nói đến về sự cô đơn và sống độc cư, ở một góc độ nào đó chúng ta có sự khác biệt giao xa lắm. Cô đơn hay cô độc, là điều mà chẳng ai muốn. Nhưng mà vì hoàn cảnh nó đưa đẩy, không có người sống cùng, bộ bạn cùng, cho nên họ cảm thấy cô đơn. Những người cha người mẹ, khi mà con cái nó đã lớn lên, đã trưởng thành, nó có công ăn sự nghiệp, nó có cái tổ ấm gia đình riêng, và nó ở một phương xa nên nó không có thường xuyên ở bên cha bên mẹ, gặp cha gặp mẹ để chăm sóc. Thì người cha người mẹ lúc tuổi già cảm thấy cô đơn, và cái sự cô đơn đó có thể khiến cho những người này họ bị trầm cảm, họ cảm thấy buồn khổ. Đó là hậu quả của cái đời sống cô đơn, sống cô độc giữa cuộc đời. Còn cái hạnh độc cư thì đây là cái sự lựa chọn. Và chỉ có người sống về nội tâm mới thích sống đời sống độc cư. Và chỉ có người có trí tuệ, họ mới lựa chọn cái lối sống độc cư. Cho nên cái lối sống độc cư, thấy cái hình thức thì giống như là cái đời sống cô đơn, sống cô độc, nhưng mà thực ra thì người ấy có cái niềm vui, và họ cảm thấy rằng nếu đổi lại
buộc họ phải rời bỏ cái đời sống độc cư để trở về với đời sống của hội chúng, thì chắc chắn là người này, vị này sẽ không có chấp nhận để đổi, bởi vì cái đời sống độc cư nó có cái sự an lạc nhiều hơn và dễ tu tập hơn, thưa quý vị. Nhưng ở đây đó, cô Nhật Quỳnh post cái câu hỏi lại cho nó chính xác luôn. Cái câu hỏi ở đây, cái vấn đề thứ hai là sự khác biệt giữa cô độc và cái hành độc cư. Còn khi nãy cái vấn đề một, cách ly phong tỏa và sự cô đơn thời đại dịch thượng tọa Giác Đẳng đã trình bày rồi. Ở đây cũng nói thêm rằng là cái người sống độc cư họ phải có bản lĩnh, vì nội tâm họ mới sống độc cư được. Bởi vì khi mà sống độc cư, một là họ phải phong phú về tư duy, hai là người này cảm thấy cái sự quần tụ ồn ào là cái gai nhọn của thiền định, thế là họ mới sống độc cư một cách mạnh mẽ và quan hỷ được. Bây giờ chúng ta đặt vấn đề làm sao để khi mà chúng ta sống độc cư mà chúng ta không bị rơi vào cái tình trạng cảm thấy cô đơn hay là chúng ta bị trầm cảm. Ở đây thưa quý vị, chúng ta phải có ba việc. Một là chúng ta sống hành độc cư, chúng ta phải xác định được cái mục đích của cái hành độc cư. Nó không giống như là một người bị cô đơn, bị cô độc, bị mọi người tránh xa. Người sống cô độc, cô đơn thì họ không có mục đích, cho nên họ dễ bị rơi vào cái tình trạng là một người sống trầm cảm và lập dị. Nhưng mà đối với người có hành độc cư, họ có cái mục đích. Mục đích của họ là để hoàn thiện cái con đường đưa đến thiền định, hay là đi đến cái con đường đưa đến cái sự giải thoát. Phải có cái mục đích như vậy. Nếu như không có cái mục tiêu thì Thái tử Siddhartha khi mà ngài trở thành một vị đạo sĩ Gautama chốn rừng già, trong 6 năm khổ hạnh
làm sao có thể cái thời gian dài đằng đẵng như vậy mà Ngài có thể chịu đựng được, trải qua được. Đó là vì Ngài có cái mục đích. Mục đích của Ngài là tầm cầu cái chân lý, tìm ra cái con đường giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi. Thứ hai là khi người sống độc cư là phải có cái công việc làm. Chúng tôi dùng cái từ gọi là có công việc làm để chúng ta hiểu. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, công việc làm này nó không phải là cái công việc làm như ở bên ngoài, mà những người họ cởi áo từ quan, họ chán nản quan trường, họ về vui thú điền viên, họ cũng sống bên cạnh vợ con cháu chắt, rồi hàng ngày họ cũng đi làm vườn, họ trồng cây, trồng hoa kiểng. Cho nên cái công việc của họ nó khác. Còn một người tu tập mà sống độc cư, một công việc của họ là chiêm nghiệm về cái bản chất của cuộc đời để tìm ra cái lối thoát. Thứ hai nữa là họ có một cái đề mục để mà tu tập, để mà an trú tâm. Khi mà sống độc cư không phải là mình cất một cái tỉnh thất, một cái liều cốc ở giữa vườn hay là ở trong rừng sâu rồi kiếm cái gì đó ăn cho no bụng rồi đi vào trong liều cốc đó để nằm ngủ nghỉ. Không phải vậy. Nếu mà độc cư cái kiểu sống đó thì nó nhàm chán lắm thưa quý vị. Nó sẽ đem đến sự đau khổ. Không sớm thì muộn cũng phải đưa đến cái sự nhàm chán và đau khổ. Còn khi mà một người có trí tuệ, hiểu biết được những cái pháp để chiêm nghiệm, hoặc là hành thiền, thì như vậy đời sống độc cư là một cái môi trường sống hoàn toàn thích hợp cho cái công việc đó. Và khi sống như vậy thì chắc chắn rằng vị ấy sẽ không có cái cảm giác là cô đơn, cô độc. Và vị này không có bị trầm cảm, bởi vì vị này đã có công việc làm, cho nên thời gian sáng chiều trôi qua đối với vị đó, đó không phải là vấn đề ám ảnh nữa. Cái điều thứ ba là một người sống đời sống độc cư một người có tu tập thì họ sẽ có được cái niềm vui trong đời sống độc cư. Cho nên cái cuộc sống của vị đó rất là thú vị. Tôn giả Phát Đi Giác
xuất thân từ là một vị vua, sau này đi xuất gia là một vị tỳ kheo, là một vị đã đạt đến cái sự giải thoát. Cho nên vị này thấy cái đời sống độc cư bây giờ đó rất là hạnh phúc, đến độ mà vị đó đi đâu, ngồi ở đâu, vị đó cũng đều cảm hứng Aho Sukhan, Aho Sukhan, ôi hạnh phúc thay, ôi hạnh phúc thay. Vì sau này các vị tỳ kheo trình bày lên Đức Phật cái sự việc đó, và các vị tỳ kheo, một số vị mới bàn bạc, chắc có lẽ là Ngài Phan Đi Giá đang hối tiếc lại cái hạnh phúc của cái thời làm vua. Nhưng đến khi Đức Phật cho gọi về thì vị đó đã trình bày, đã trả lời với Đức Thế Tôn và trình bày trước tăng chúng về cái lời mà mình cảm khái khi mình thấy cái nếp sống độc cư nó thông dong tự tại, bởi vì không có phiền não chi phối, không có những nỗi lo âu sợ hãi, vân vân. Đức Phật đã tán thán cái hành độc cư đó. Thì do đó trước hết là chúng ta phải nói đến hai điều. Một là sự khác biệt giữa cái hành độc cư với cái đời sống cô độc, cô đơn. Thứ hai nữa là nếu mà chúng ta có được cái đời sống độc cư là chúng ta phải có ba việc đó, là chúng ta phải đặt cái mục đích rõ ràng. Chúng ta sống độc cư có mục đích rõ ràng. Kế đến là chúng ta phải có cái công việc làm khi mà chúng ta sống độc cư. Cái môi trường đó chúng ta phải làm cái gì? Thứ ba là chúng ta phải có được cái niềm vui, tìm được cái niềm vui trong cái hạnh sống độc cư. Thì có như vậy thì chúng ta mới hoàn toàn cái hạnh sống độc cư khác biệt với cái lối sống cô đơn, cô độc. Đây là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái vấn đề thứ hai mà Thượng Tọa Ích Đẳng vừa nêu trong bụng của Thầy. Sa thú kính trình Thượng Tọa Tổ Sư. Mà Thượng Tọa Tổ Sư, nhưng điều Thượng Tọa vừa đề cập đó, chỉ xin Tổ Quang Hỷ giải thích thêm là khi mà chúng ta nói đến hòa hợp tăng ấy, hay là tăng nghĩa là hiệp chúng, tăng già hiệp chúng. Và một mặt khác thì chúng ta thấy rằng ở trong Kinh Pháp Tự hay là trong Upadana Paribbaka khác ấy, thì và trong Kinh Pháp Cú thì có nhiều bài kinh Đức Phật đề cập đến đời sống viễn ly, đời sống độc cư. Hay Ngài Xá Lợi Phất, Ngài cũng nói là bậc đạo sư sống viễn ly và đệ tử tùy học viễn ly chẳng hạn. Thì như vậy là một vị giáo thọ, là một vị thầy đó, thì tôi khuyến khích chư tăng nên, các vị tăng sinh nên sống hợp quần với tăng chúng, sống giữa tăng chúng, hay là hay nên tìm cái cuộc sống riêng một mình, sống ẩn cư, sống một mình, xin đời sống viễn ly với đời sống với chư tăng nó có trái chống nhau không, hay là chúng ta vẫn có thể sống giữa chư tăng mà chúng ta vẫn có thể sống viễn ly được? Xin kính thỉnh Thượng Tọa cũng vậy trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chúng ta gọi là đời sống viễn ly. Trước hết thì chúng ta nói cái chữ viễn ly quy việt á, nó có ba, ca giáo quy việt á là thân viễn ly,
chích tâm quy về cá là tâm viễn ly, có bất thiết quy về cá là sanh y viễn ly. Thân viễn ly tức là sống đơn độc một mình, tách rời khỏi tâm chúng, khỏi hội chúng, tránh những cái tiếng ồn ào, không có giao tiếp, không có nói chuyện, với người khác, với người thứ hai, gọi là thân viễn ly. Còn tâm viễn ly có nghĩa là tâm lìa khỏi cái sự ồn ào của năm triền cái, tức là tâm ly dục dục cái, tức là không có cái sự ham muốn về sắc đẹp thứ hay mùi thơm vị ngon xúc lạ. Ly sân độc cái là tâm không có nóng nảy, không có sân giận, không có oán thù. Ly hung thủy cái là không có buồn ngủ giả dự. Ly trạo khó cái là tâm không có trộn rộn, bấn loạn, phóng dật, hối tiếc. Và ly hoài nghi cái là không có sự ngờ vực, hoang mang về các pháp quá khứ, hiện tại, vị lai, hay là về quẩn xứ giới đế, vân vân. Còn sanh y viễn ly tức là chỉ cho niết bàn. Niết bàn là chấm dứt, đoạn lìa cái thân sanh hữu mới. Upathi ở đây là chỉ cho cái sanh y, tức là chỉ cho cái sự tái sanh, cái sự tái sanh. Như vậy thì sanh y viễn ly là chỉ cho niết bàn. Còn tâm viễn ly là chỉ cho trạng thái tâm an trú trong thiền định. Còn thân viễn ly thì chỉ cho cái hạnh sống độc cư ở những nơi thanh vắng, không có ồn ào. Thì bây giờ chúng ta đặt vấn đề là bây giờ một mặt thì Đức Phật là khuyên các vị tỳ kheo phải sống hòa hợp với tăng chúng. Ngày nào chư tỳ kheo thường tụ họp và tụ họp trong ý niệm đoàn kết hòa hợp, thì khi ấy chúng tỳ kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Thì như vậy ở đây chúng ta một mặt thì Đức Phật ở khuyên là phải thường xuyên tụ họp, một mặt là Đức Phật ngài khuyến khích các vị tỳ kheo vì lòng thương tưởng cho các đệ tử bậc đạo sư, khuyên các ngươi kia là khu rừng, nọ là gốc cây, đây là ngôi nhà trống, hãy tinh tấn thiền định chớ có dễ vui. Đức Phật khuyên sống độc cư như vậy. Thì chúng ta thấy hai trường hợp đó có vẻ như là chống trái với nhau. Làm sao mà chúng ta áp dụng cả hai việc đó cùng một lúc được? Nhưng thưa quý vị, nếu mà chúng ta hiểu
về thân điển ly và tâm điển ly thì chúng ta sẽ thấy rất là dễ. Khi nào mà trong tăng chúng cần cái sức mạnh tập thể đoàn kết lại để biểu quyết ý kiến, giải quyết một cái sự kiện xảy ra giữa tăng chúng, cần có mặt của chư tỳ kheo, hoặc như trong lễ Bồ Tát Upasatha hay là Pavarana tự tứ, thì chư tăng phải hợp lại trong cái niệm đoàn kết. Nhưng mà khi hội họp lại đó thì Đức Phật Ngài dạy rằng: này các tỳ kheo, khi các ngươi hội họp lại có hai việc nên làm. Nếu có nói chuyện thảo luận thì phải thảo luận những cái đề tài có lợi ích liên quan đến mục đích, như là bàn luận về giới, về định, về tuệ, về giải thoát tri kiến, bàn luận về cái sự tinh tấn, cái sự viễn ly thiểu dục tri túc, thì đó là những đề tài mà Đức Phật Thầy bảo khi hội họp lại đây là chuyện đó. Nếu như hội họp lại mà không có đề tài về Phật pháp để nói thì nên giữ im lặng, trạng thái im lặng của bậc thánh, gọi là Ariyo Tunhifuto. Đó là cái sự im lặng trong chánh niệm. Mà khi mà các vị tỳ kheo họ hội họp nhau lại để giải quyết tăng sự, thì cái chuyện tăng sự sang cái công má là việc cần thiết để đem lại cái sức mạnh tập thể của tăng già. Thì cái chuyện đó không, vị tỳ kheo không thể tắc trách, không thể trốn tránh được, phải hội họp. Nhưng mà khi hội họp lại không phải nhân cái cơ hội này mà vui cười hỉ hạ, gặp nhau rồi tán gẫu nói những chuyện vô bổ, mà gặp nhau vị nào cũng an trú trong một pháp, gặp nhau an trú trong tâm từ, thân nghiệp từ, an trú với khẩu nghiệp từ, với ý nghiệp từ. Nghĩa là cử chỉ quay nghi phải có tâm từ, lời nói ra cũng phải có tâm từ, và cái tư khi nhìn các vị bạn đồng phục hạnh cũng phải có tâm từ. Thứ hai nữa là khi mà cần phải nói thì vị tỳ kheo phải luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác, nói những điều cần phải nói có lợi ích cho mình, có lợi ích cho người khác, cho tăng chúng. Và khi mà nói hết rồi ý kiến của mình phát biểu ý kiến của mình cần thiết cho cái cuộc hội họp, cho cái hội nghị đó xong rồi, thì một là chúng ta phải đồng lòng giải tán, gọi là giải tán trong ý niệm đoàn kết. Như Đức Phật cũng dạy trong bảy pháp bất thối của chúng tỳ kheo ở trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn, cái chỗ đó là hội họp trong ý niệm đoàn kết, làm việc trong ý niệm đoàn kết, và giải tán cũng trong ý niệm đoàn kết. Nhưng mà dù hội họp, dù làm việc chung với nhau,
Nhưng mà mỗi vị tâm đều phải biện ly, tức là không để cho tham dục chi phối, không để cho sân hận chi phối, không để cho cái sự giả dự biến nhát chi phối, không để cho tâm bị phốt trật, không để tâm bị nghi. Thì như vậy đó, mặc dù nhất thời trong lúc đó đang vân tập, do cái sự triệu thỉnh của vị trưởng lão hay là do chư tăng yêu cầu các vị tỳ kheo phải tụ họp lại, mặc dù trong lúc đó, ngay trong thời khắc đó, thân không viễn ly nhưng tâm cũng phải viễn ly, thì như vậy nó cũng phù hợp với cái đời sống viễn ly, chứ đâu có gì đâu mà chống trái. Thưa quý vị, chỉ có trường hợp này là những vị xuất gia không chịu tìm ở nơi thanh vắng để mà thiền định, để mà học pháp, để chiêm niệm pháp, mà lại thích sống ở làng mạc, ở phố thị, tiếp xúc với chư thiện nam tín nữ, hàng ngày bỏ nhiều thời gian để cười với họ, để nói chuyện với họ, để gặp gỡ các vị tỳ kheo khác, rồi nói chuyện vui đùa qua ngày. Cái này không phải là hòa hợp tăng, mà cũng chẳng phải là viễn ly. Cái này mới là tai hại đó. Cái này đúng là tai hại. Còn nếu một trường hợp hòa hợp tăng để giải quyết tăng sự, tụ họp trong ý niệm đoàn kết, làm việc trong lúc đó trong ý niệm đoàn kết, và sau khi giải quyết xong thì giải tán trong ý niệm đoàn kết, và đang trong lúc mà phân tập tụ họp lại, thì các vị tỳ kheo vị nào cũng nhớ rằng là Đức Thế Tôn đã dạy hội họp nhau lại, nếu có việc phải nói thì nói về những điều lợi ích, những điều bổ ích như giới định tuệ vân vân. Không có chuyện gì để nói thì sau khi chào hỏi với nhau thân hữu, vị trưởng lão có thể thuyết pháp sách tấn khích lệ cho chúng tỳ kheo tụ họp đó. Còn nếu không thì tất cả đều ngồi lại trong hội chúng im lặng, an trú trong chánh niệm, thiền định. Thì như vậy cũng là viễn ly được, thưa quý vị, cũng viễn ly được. Cái nếp sống đó rất là hay. Và có như vậy chư tăng mới có một cái sức mạnh, sức mạnh tập thể, cái sức mạnh của một cái hội chúng thanh tịnh. Còn khi mà chúng ta tụ họp lại, dầu cho các vị tỳ kheo ở tỉnh này, tỉnh khác, hay tiểu bang này, tiểu bang khác tụ họp lại, nhưng mà trong cái ngày hội lễ đông đảo mà nói chuyện nguyên thuyên, ồn ào, bát nháo, thì như vậy đã vừa mất đi cái đời sống viễn ly, mà vừa mất đi cái ý nghĩa gọi là hòa hợp tăng. Chúng ta cần phải phân biệt chỗ đó, cần phải nhìn thấy chỗ đó. Thì đây là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị nhân cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Đẳng và đều Nam Mô của Thầy. Sa thú kính trân Thượng Tọa Thầy Sư. Chúng ta nói nhiều về những điều có tính cách tiêu cực khi con người bị cô đơn. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn một cái cạnh có tích cực khác. Đó là mình sống một mình nó có lợi lạc gì? Không biết là Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa có ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Đăng nghe được, xin Thượng Tọa hoan hỷ cho một vài cái thảo luận trong phần thứ ba. Dạ, Thượng Tọa Pháp Đăng hoan hỷ cho biết là mình có thể sống một mình đó, sống độc cư thì có những lợi lạc gì? Xin kính thỉnh Thượng Tọa. Hello. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con Pháp Đăng kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Kính lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Ảnh, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Tăng,
Đức Thế Trì, Đức Thế Đức cùng với chư tôn Đức Tăng kính chào quý đại thị vô lượng lực chào Phật tử. Nói về cái sự sống một mình thì chúng ta biết rằng bất luận là mình tiến bộ thì phải có thời gian. Nếu mình học Phật kinh đó, rồi mình ở một mình đó, thì học cũng hao thuộc. Nếu mình ngồi thiền đó, mình ngồi một mình đó, nó vẫn yên tĩnh. Mình gọi là có cái thời gian cho cái vấn đề đó. Như vậy thì nếu một cái người xuất gia đó mà chọn pháp học hay là pháp hành mà sống một mình như vậy đó, mình học được nhiều. Thường thường thì quý vị biết rằng đời sống tu sĩ đó thì học pháp hay hành pháp, đó là hai cái căn bản. Học pháp đó thì mình học những cái pháp căn bản nào đó để trong cái đời sống một vị tỳ khưu, một vị xuất gia, cái phận sự phải hoàn thành cái pháp học như là lễ Bồ Tát hay lễ này lễ kia đó thì mình cũng phải biết, tụng giới này khi nào phải biết. Rồi nếu mình chọn cái đề mục thiền như là thiền tâm từ bi hỷ xả, hay là mình chọn cái đề mục thiền xanh vàng đỏ trắng ánh sáng hư không, hay là đất nước, nước lửa gió, dù là mình chọn cái đề tài 32 thể trược hay là tài tài tiểu quy nghi đại quy nghi đó, thì chúng ta phải có, khi mà chúng ta làm cho cái đề tài đó lớn mạnh lên thì chúng ta phải có cái nội tâm dính vào đó. Mình phải phát triển chánh niệm ở trong cái đề mục đó. Như vậy thì một cái sự sống mà có lợi ích đó, một cái cách sống một mình mà có lợi ích ở trong Phật giáo đó, là mình dụng tâm vào cái đề mục đó. Nếu mình học Tam Tạng hay là mình thấy bên Miến Điện có nhiều vị xuất gia học Tam Tạng đó, hay là những vị học luật trong luật tạng, hay là những vị hành thiền minh sát thiền định. Như vậy giống như bây giờ chúng ta hiểu cách sống một mình của Phật giáo dạy đó, giống như ở ngoài đời, ví dụ như mình muốn học thi thì mình ngồi một mình học những cái chương trình mình để trường đã cho, những cái môn học mình phải học cho thuộc bài. Như vậy thì lúc mình thi mình mới làm bài được. Thì cũng vậy, cái người tu đó, họ học pháp hay là hành pháp đó, họ làm cho cái pháp nó hiển lộ trong tâm, có nghĩa là gắn liền với cái sự chánh niệm, làm cho đêm phát triển lên thuần thục cái đề mục đó, giống như một cái người mà họ làm nghề mà họ làm kiên làm vậy. Thì cái người tu cũng vậy, người tu đó thì chúng ta thấy rằng họ chuyên về cái pháp hành, thì đi đứng nằm ngồi lúc nào họ cũng chánh niệm tỉnh giác về niệm thân, niệm thọ, niệm tâm hay niệm pháp. Thân họ sử dụng như thế nào thì mình ghi nhận như thế đó. Cảm thọ sanh khởi như thế nào thì mình ghi nhận như thế đó. Thì tâm của mình khởi lên tâm gì mình nhận được, định được. Nhờ mình có chánh niệm và tỉnh giác thì mình mới biết được, mới chế ngự được hôn trầm thì miên cái, hoặc là trạo cử cái, hoặc là hoài nghi cái, hoặc là sân độc cái, hoặc là tham dục cái. Chứ còn nếu không thì không có cái thời gian để làm cho lớn mạnh cái đề mục đó, thì mình sẽ bị những cái phiền não tấn công. Chính vì giống như bây giờ một cái người mà họ làm cái ngôi thành vậy đó, họ xây dựng ngôi thành một cách khéo léo, kiên cố, đúng phòng bị, đúng phòng hộ, đúng để bảo trì, thì sẽ không có giặc bên ngoài vào được. Thì một cái người mà họ hành trì niệm thân hay niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp với cái tâm gắn liền với đề mục hoài như vậy đó, thì sẽ cái tâm nó sẽ lớn mạnh. Mình gọi là tâm nó có niệm, có định, có tuệ, hay là tâm có tính, tấn, niệm, định, tuệ. Như vậy thì khi mình làm cho cái pháp mà hiển lộ trong tâm của mình đó, là mình phải có cái thời gian sống một mình như vậy. Chứ còn nếu mà mình sống mà mình không sống một mình được đó, thì mình chưa có làm cho những cái đề mục đó nó viên mãn được. Mình bận biểu cái này kia, bận biểu cái kia đó, thì cái tâm mình nó chưa chuyên vào cái đề mục đó. Một cái người chuyên vào cái đề mục đó giống như một cái người thuần thục vậy đó. Thì một cái người mà tu tập đề mục
âm từ bi hỷ xã, hoặc là một cái đề mục quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp gì đó, thì họ phải chuyên sống với cái pháp đó. Thì chính vì chuyên cần như vậy đó, bởi vậy Đức Phật nhà nói chuyên cần không phóng dật đó. Chuyên cần như vậy á, thì mình không có phóng dật. Thì như vậy mình mới đạt được cái pháp mà Đức Phật, các bậc thánh đạt được. Chứ còn nếu mình sống mà mình không có dụng tâm á, mình không có ở trong một sự sống một mình có đề mục á. Bởi vì trong Phật giáo sống một mình có đề mục chứ phải là không có đề mục. Mình có cái đề mục đó là đề mục gì? Niệm thân hay niệm thọ, niệm tâm hay niệm pháp, hay là mình học pháp, học luật gì á, thì mình bỏ cái thời gian ra cái tâm mình cột vào cái sự học hành đó. Thì đó, như vậy đó thì nó mới chuyên sâu được, nó mới thấu triệt được, nó mới sáng tỏ được, mới hiển lộ được cái pháp đó. Thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic lại phần đó, nếu nói gì tỉnh cũng tỏ nói thêm vậy. Sa thủ cái trường thư tọa Pháp Đăng, xin được hỏi thư tọa Tư Quyền, thư tọa Tư Quyền có mặt ở trước mắt không? Thư tọa Tư Quyền, thời này là thời có rất nhiều người bị trầm cảm về cô đơn, vì cô đơn. Thư tọa có thể có một vài cái đề nghị là chúng ta vận dụng phương pháp như thế nào, chúng ta vận dụng đời sống nội tâm như thế nào để chúng ta xóa đi cái sự trầm cảm cô đơn không? Sự trầm cảm do cô đơn không? Kính thưa thư tọa. Dạ, Nam Mô Bố Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Kha, dạ. Con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Sư Phụ Tư Siêu, Tổng Tư Giác Đẳng, Tổng Tư Pháp Đăng, Tổng Tư Pháp Thân, Tổng Minh Hạnh, Đức Tự Tri, Đức Tự Đức, cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đối với tôi mới cùng Chư Phật Tử. Nhà kính bạch thượng tọa, quả thật thì quả thật là lợi ích, quả thật là tốt đẹp cho những ai mà hiểu biết được Phật Pháp. Đó là những lúc mà phương thuốc dịu dược để trị bệnh trong lúc nạn dịch Covid xảy ra tới, nó xuất hiện tới với mình, là bệnh hoạn hay là chúng ta bị có triệu chứng. Thì qua cái lời tâm sự của một số người ta bị F0, khi mà có nói thời gian đầu thì rất là khủng khiếp, người ta rơi vào nhiều cái điều tuyệt vọng, rơi vào nhiều cái trầm cảm, cái sự thất vọng. Và từ sự thất vọng nó đưa tới cái sự trầm cảm, mất hy vọng. Giờ nó cộng phối hợp thêm cái bệnh hoạn nữa thì người đó không còn phương hướng. Thì quả thật nếu như chúng ta để xua tan đi cái sự trầm cảm, cái sự mệt mỏi, cái sự cô đơn của mình đó, quả thật thì chúng ta niệm tưởng về cái nghiệp quả của mình, niệm tưởng về cái sự cộng nghiệp của mình, niệm tưởng về cái bệnh hoạn của chính mình. Và cũng như chúng ta biết, chúng sinh thì chắc chắn phải chết, thì trước sau chết, không trước chết cũng chết sau. Và cái chuyện bệnh hoạn của mình, đó là do cái duyên của mình, có thể hết, có thể không hết, tất cả cái đó do cái duyên, cái nghiệp của mình. Có nhiều người đâu có phải cần dùng thuốc gì mà nó phải chuyên ngành, chuyên nghệ đâu, và họ cũng có thể hết. Rồi có số người được chữa trị một cách tốt đẹp nhưng không thoát khỏi cái chết. Thì khi chúng ta quán về cái nhân quả nghiệp báo của chúng ta, quán về cái sự chết, quán về cái sự vô thường mà chúng ta đã được nghe, đã được học, thì quả thật thì chúng ta có một cái tích cực hơn, nó không bị rơi vào trầm cảm. Và chúng ta phải biết được, xét mới được, nếu như chúng ta còn sống thì nó được hữu ích như thế nào. Và khi nếu như chúng ta không còn sống và chúng ta phải ra đi thì phải ra đi như thế nào. Thì như vậy thì tự chúng ta sẽ có một lập trình cho mình, để từ đó chúng ta sẽ xóa đi được cái sự trầm cảm mà nó mang tính tích cực, xóa đi một cái sự trĩu nặng ở trong lòng. Quả thật thì con có quen hai vợ chồng đó, rất là chí thân chí cốt, họ thương nhau lắm. Hai vợ chồng bệnh luôn mà hai đứa con không bệnh. Vợ chồng bệnh rất nặng, đến nỗi mà cuối cùng thì cô vợ mới biết được không qua nổi rồi, mới buồn chán vô cùng. Thì đứa con cũng khuyên, có nói
bây giờ đừng có lo lắng cho tới cái chuyện ra đi, của ông không ra đi nữa, mà chắc chắn rằng mỗi chúng sinh có cái nghiệp riêng, có thể cái nghiệp duyên á của chồng mình á, nếu như mà nó có thể sống được là chắc chắn yên tâm đi, mọi việc nó cũng ổn. Còn nếu như mà không có cái mạng sống, tức không tuổi thọ không còn nữa thì chắc chắn chết. Thì đừng suy nghĩ gì, đừng suy nghĩ tới cái chuyện đó, mà tại vì còn con cái về sau nữa, hãy suy nghĩ tới những cái chuyện như thế để chúng ta vượt qua. Giờ quả thật ông chồng chết, ông chồng chết thì phải nói ra những là cô ta buồn quá, cô ta khổ quá đó, thì cô ta mới điện thoại thì cô nói một cái tích cực. Bây giờ cái sự chết đã chết rồi, người chết đã chết rồi, thì lúc đó thiêu thì cô mới nói thôi bây giờ đem hũ cốt về chùa, đừng có để ở nhà, đừng có để ở nhà như vậy, nhìn nó tang thương lắm, thì đem hũ cốt về chùa. Và khi đó cô nói chuyện cho cô nghe, bây giờ chúng ta còn một cái đường dài phía trước mặt, nó rất là dài, nó rất là xa, mà ngồi mà cứ nghĩ tại hũ cốt này, nghĩ tại dưới người này, thì chính người ra đi người ta cũng phiền mình đó, người ta cũng không vừa lòng với mình đó, mà mình phải hùng mạnh lên, phải mạnh mẽ lên. Và quả thật thì chỉ trong một thời gian thì cô ta lấy lại một cái bình phục lại được cái sự buồn chán, đến nỗi mà các cháu nó nói sư phụ ơi, mẹ con không ăn không uống gì, đóng cửa luôn, tức là không nghe ai hết. Thì mới thôi bây giờ con đem cái gõ cửa, nói sư phụ gọi, thì cô ta nghe, thì nghe nó bây giờ đó, cô làm như vậy cô đã bị bệnh rồi, bây giờ cô lại bệnh nữa đó, là tự cô đã tự giết chết mình chứ không ai giết chết mình, và tự cô đã có cái lỗi với chồng, có lỗi với các con, tại sao mà không có cái giá trị tích cực. Thì đó cũng chính là những cái sự chia sẻ, thì cô ta chấp nhận, thì cô ta thay đổi lại cái cách của mình liền. Thì cũng như ôm một khối buồn đó rồi cứ đóng cửa, rồi cứ không ăn không uống gì, mệt mỏi khổ sầu như vậy, thì quả thật nếu như chúng ta không hiểu biết được cái nhân quả tích cực, hay là suy đoán về cái nghiệp quả, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ khó thoát. Và đến lúc mà họ càng suy nghĩ thì càng bấn loạn, mà nó khổ một điều vô cùng là lúc đó thời gian nó cách ly, cho nên vì vậy đâu có thể dễ dàng chuyển. Cô ta biết là chờ hũ cốt, khóc ròng từng ngày từng lúc, bây giờ chưa có thiêu được, hỏi liên tục và đã thiêu được rồi, nhưng bây giờ chưa có đem hũ cốt về, bao nhiêu thời gian đó thôi, nó đã quá khổ rồi, thì thôi vượt qua đi. Rồi khi đem hũ cốt về nhà thì lúc đó chỉ qua cái Zalo này, qua Zalo bắt đầu con mới đọc kinh, con mới chia sẻ, thì cảm thấy nó ổn định hơn. Thì ở đây thì đó chính là một cái sự mà chính con đã làm như vậy đó. Thì và con cũng đã thấy, ví dụ về cùng sau đó đó, thì giờ hết thời gian cách ly là bảo chuyển nhanh lên liền, thì chuyển đến cho chùa. Thì điều thứ nhất là chúng ta đang rơi vào cái trầm cảm, đang rơi vào cái cô đơn, thì những cái cảnh xung quanh chúng ta đừng bao giờ gợi tạo cho người đó bị tác động. Và khi bị tác động như vậy, họ dễ bị rung động. Và khi rung động như vậy rồi thì họ cứ nhớ, thì khi mà chuyển đi thời gian thì con cũng nói với các con đó, các con nhớ những chuyện, những cái đồ đạc gì của ba đó, tụi con cất hết ba đi, tụi con nghe lời sư đi, cất hết vô của ba đi, để chi, để cho không trong tầm mắt của mẹ nữa, mẹ nhìn tới là mẹ thấy khổ rồi. Thì chính vậy cho nên mà tụi nó làm như ý con vậy, thì tụi nó báo cho con biết là mẹ con coi như là sau khi những cái lời sư nói, sau khi sư dặn tụi con làm vậy, tụi con thấy có cái sự tích cực. Dạ, thì đó chính là cái thực tế thôi, mình hiểu vừa được những cái gì mà những cái vật, những cái đồ gì thân quen của người thân chúng ta nhìn thấy tức cảnh là sanh tình, nó đau khổ mà đã bị trầm cảm, đã bị một cái sự mệt mỏi, bị một sự đau khổ mà cái điều đó không biết nói cho ai, không thể nói cho ai nghe được, không thể tỏ tình, không thể tỏ rõ, không thể chia sẻ được một cách tuyệt đối cho ai nghe được hết. Và cứ thế rơi vào trầm cảm, mà trầm cảm á thì nó đi đâu với một cái đơn độc, một cái
một cái sống nó không, nó tiêu cực. Càng tiêu cực ở đây chính là chúng ta nên điều thứ nhất là nên có một sự tích cực, ăn uống sinh hoạt nó bình thường, chúng ta có giá trị tích cực. Chứ còn lúc đó là quả thật thì những người mà khi mà bệnh đã bệnh cái COVID rồi thì ngửi không được, nếm không được, mà ăn nó lạ mà ngửi nó không có mùi, mà dẫu cho nó khi mà hết bệnh rồi thì nó cũng vẫn còn một cái dư âm rất là lớn. Và còn sau khi mà bị COVID xong, nó lại bị một chứng mất ngủ, nó cũng khủng khiếp nữa. Những người bị COVID xong khó ngủ vô cùng, đang bị đã khó ngủ, và sau khi hết bệnh, tức là nó qua âm tính rồi đó, thì nó vẫn khó ngủ. Thì đó chính là những đời mà họ chia sẻ, thì lúc mình cũng nói với họ thì thôi cố gắng đi, đừng có uống thuốc mà cứ từ từ đi, rồi nó cũng sẽ đi qua. Và thật sự thì sau thời gian thì họ nó đi qua. Thì ở đó là chính chúng ta phải có một cái giá trị tích cực thì mới xua tan được một cái sự trầm cô đơn. Cái giá trị tích cực ở đây là chúng ta phải biết trên tinh thần quán về tám tướng nghiệp quả, quán về cái sự chết, cái sự mong manh của kiếp con người, hơi thở này thôi ra thôi, muôn việc điều nương mấy tấc hơi, mà hơi vừa dứt thì việc đời cũng sẽ chấm dứt thôi. Chúng ta suy nghĩ như vậy. Bây giờ người ta chấm dứt, người ta không còn thở nữa, đã bỏ lại tất cả rồi, vì chúng ta còn thở đây nè, thì chúng ta phải biết những gì xung quanh mình chứ. Thì hãy nhớ đó, còn phải sinh hoạt, còn phải tìm kế sinh nhai, buôn bán, làm việc, để còn lo lắng cho con cái, lo lắng cho cha, cho mẹ nữa, chứ đâu phải tự động mà chúng ta nghĩ rằng ổng chết rồi chết hết tất cả sao. Đây cũng chính là những điều, hoặc là mình ra đi rồi để lại một hoặc là chúng ta không có một cái sự tích cực thì vô tình chúng ta là rơi vào tình huống làm cho người thân chúng ta khổ tiếp nữa, nó khổ, nó dây chuyền. Rồi chúng ta đã trầm cảm mà rồi nó cô đơn, thì sau một thời gian chắc chắn phải có cái bệnh. Người mà trầm cảm, người mà cô đơn, khi mà như thế thì không có đại dịch, thì nó cũng không có dịch COVID này, thì cũng phải có cái bệnh này bệnh nọ nó xuất hiện. Bởi vì sống không có một sự tích cực, không có sống, không có một cái hướng đi, không có một lý tưởng, không có một phương hướng, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bệnh hoạn. Thì nếu như chúng ta sống mà chúng ta biết, cũng như một trái tim không lý tưởng thì một bầu trời không bao giờ có tính tố cả. Mà một con người không có một hướng đi, không có một ý chí, không có một nguyện vọng, thì cả một sự đau khổ cho người đó. Thì nếu chúng ta là một người đệ tử, chúng ta là một biết Phật Pháp một phần, thì không chuyện gì mà chúng ta phải tuyệt vọng, không chuyện gì mà chúng ta phải dừng lại. Bởi vì tất cả cảm thọ, tất cả mọi việc gì đều là vô thường, rồi nó cũng đi qua. Chứ không bao giờ mà chúng ta cứ tự cho rằng nó sẽ như thế này, nó sẽ như thế nọ. Cái đó là quyền của chúng ta suy nghĩ. Nhưng cuộc đời thì nhật nguyệt đêm ngày thôi, nó là vẫn tuần hành từng hoàn như thế, không thay đổi. Cho nên vì vậy chúng ta cần phải có một cái giá trị tích cực, cần phải có một cái sự quay về với chính mình. Đó chính là tự quán, tự niệm, tự suy nghĩ lại. Và rồi người đi trước kẻ đi sau thôi, từng người đưa nhau thay nhau đến tha ma, mộ địa, đến lò thiêu, đến đài hỏa táng. Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ đến, không thể thoát khỏi. Thì không chết trước thì cũng chết sau, không chia tay buổi đầu thì cũng chia tay buổi cuối. Thì đó chính là chắc chắn con người nó phải như thế. Thì đây tất cả là những gì mà chúng ta nên có một cái sự suy nghĩ, thì chúng ta sẽ đỡ đau khổ. Ngay trong hiện tại này cũng vậy, chúng ta chưa có bị trầm cảm, chúng ta chưa có bị cô đơn, nhưng chúng ta cũng chuẩn bị cho một phương thuốc, một thuốc thuốc ngừa của nó. Và thật đó cũng chính là chúng ta chuẩn bị cho một phương thuốc ngừa. Rồi đó chúng ta phải có sự suy nghĩ như chính họ. Tất cả chúng sinh đều có cái nghiệp,
mà cũng như là ở trong cái những cái điều mà Đức Phật mà cái điều mà tâm niệm mà thường dạy cho các hàng xuất gia đó. Ta có cái nghiệp của ta, ta làm lành thì được vui, gây dữ thì chịu khổ. Ta phải chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng. Ngày đêm nó qua mau lẹ, bây giờ hiện hữu này, đang sống này, ta được cái gì, ta đang làm cái gì, ta có cái gì. Đó chính là những gì mà chúng ta phải có một sự suy nghĩ như vậy. Cái sự suy nghĩ như thế chính là phương thuốc ngừa hết sức là đặc biệt. Mà người ta cho rằng nếu mà sống như vậy thì mình bi quan, quả thật không phải là bi quan, không phải lo lắng sợ sệt, mà chúng ta chuẩn bị cho một cái chết, cho một sự ra đi, để không có phải mà cuốc ngờ, không có một chướng nghiệp nó sẽ tới với mình, hay là không có một cái chuyện gì mà mình gọi là nó lạ cả, nó đột ngột cả, nó cũng là theo quy luật thôi. Sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp, một đoạn nghiệp nó tới, thì chúng ta phải như thế, phải đấu nhận, phải ghi nhớ như thế thôi. Thì kính bạch thượng tọa, đó chính là những gì mà con hiểu và con suy nghĩ như vậy. Nếu như gặp phải cái sự trầm cảm, cô đơn, hay là gặp phải những cái sự tủi hổ, vân vân, hay sự thất bại, hay là một cái sự chán chường, chúng ta phải có một sự tích cực, hay là chúng ta cần nên chuẩn bị cho phương thuốc để chúng ta phòng ngừa, để mà một mai khi rơi vào tình huống đó, chúng ta có một cái đề kháng nó sẽ vượt qua được. Dạ, con kính cùng tỉnh thượng tọa quay trở lại. Nếu có điều gì cần muốn tốt thì kính cùng tỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Sa thủ kính trình thượng tọa tự nguyện. Mà thượng tọa tự siêu không biết thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa tự siêu nghe được mà thượng tọa thượng tọa. Mà thượng tọa tự siêu khi mà chúng ta quán tưởng là mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, thì phải chăng là theo Phật pháp thì ở trong cuộc luân hồi này, dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng đi một mình với cái nghiệp của mình và đi một cái cô độc, có phải vậy không? Và khi mình nghĩ về điều đó thì chúng ta nên sống như thế nào để chuẩn bị cho cái hành trình một mình đó? Xin kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Theo Phật pháp, Đức Phật này dạy rằng mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Điều này người Phật tử chúng ta nên nhận thức ở hai vấn đề. Thứ nhất là suy xét điều đó để chúng ta không phải than thân trách phận, không phải đổ lỗi cho ai hết khi mà chúng ta sống hạnh phúc hay là bị đau khổ. Vì cái hạnh phúc hay đau khổ ngay trong hiện tại này là tự mình đã tạo thiện nghiệp hay là cái ác nghiệp từ trong đời quá khứ. Hễ ở quá khứ mà chúng ta làm điều thiện, chúng ta gieo cho chúng sinh khác, tạo cho chúng sinh một cảm giác an toàn, một cảm giác hạnh phúc, thì chúng ta sẽ được quả dị thục, là chúng ta được hạnh phúc an lạc. Nếu mà trong quá khứ tự mình tạo ác nghiệp, gieo cho chúng sinh khác một cái niềm đau, một cảm thọ khổ, thì sẽ bị cái quả dị thục tương ứng là phải cảm thọ khổ.
Cho nên suy xét như vậy để chúng ta thấy rằng cái sự hạnh phúc hay đau khổ này là do tự mình làm, tự mình chịu. Dâm tâm mang kris sami kalijanang wa pa pakang wa tasadaya do phuvis sami. Ta tạo nghiệp tốt hay nghiệp xấu gì thì ta sẽ thừa hưởng quả dị thục của nghiệp xấu hay nghiệp tốt đó. Cái vấn đề thứ hai là khi mà chúng ta hiểu lời của Đức Phật dạy, mỗi chúng sinh có nghiệp riêng, và chúng ta nên nhận thức rằng do vậy ta sẽ tránh các cái việc ác không làm và sẽ làm các việc thiện để trong tương lai mới không bị sự khổ đau trong dòng sanh tử luân hồi và có cái phước báo để làm chỗ nương tựa trong ngày vị lai cho mình. Thì khi mà chúng ta quán xét mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng đó, thì chúng ta sẽ có cái sự nhận thức rằng mình ra đi chỉ đi đơn độc một mình với cái nghiệp của mình thôi. Do đó cho nên mình phải tạo những cái nghiệp lành để làm tư lương cho đời sau. Đó là hai cách mà chúng ta suy nghĩ về cái mỗi khi chúng ta chiêm nghiệm câu Phật câu mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng đó. Chúng ta phải suy nghĩ như vậy, chứ không phải chúng ta chỉ nghĩ có một vấn đề là mình phải ra đi một mình tùy theo cái nghiệp, mà chúng ta phải biết rõ là hiện tại đời sống vui hay khổ cũng đều là do tự mình tạo cái nghiệp thiện hay nghiệp ác của quá khứ, chứ không phải đổ lỗi tại cha mẹ hay tại ông trời gì hết. Thì đó là điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua câu hỏi thượng tọa đẳng vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy. Sa thu kính trình thưa tổ đại sư với những chia sẻ vừa rồi. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, tiếp theo lời của chư tăng. Bây giờ để thỉnh thưa tổ đại sư nghỉ, và tiếp theo lời chư tăng cũng xin có một vài điều để chia sẻ cùng quý phật tử. Thưa quý vị, ở trong hoàn cảnh nào cũng vậy, nếu mà chúng ta chịu nhìn vấn đề từ cái khía cạnh tích cực thì nó vẫn lợi lạc cho chúng ta hơn. Người Tây Phương họ có một câu nói rất là lạc quan, đó là khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác mở ra. Tất cả chúng ta ở trong thời đại dịch, thưa quý vị, trải qua nhiều cái xáo trộn do sự bất thường. Và một ở trong những xáo trộn đó, chúng ta nên ý thức, nên hiểu và nên cảm thông cho tất cả những người xung quanh mình. Nhất là quý Phật tử có người thân, có con cái, mà những người đó không có đời sống tinh thần căn bản đó, thì rất là dễ bị trầm cảm, dễ bị buồn bực, thiếu sự kiên nhẫn và dễ sinh sự bởi vì lý do những cái cảm giác không có thoải mái. Ở tại bên Mỹ cũng như nhiều nơi trên thế giới đó, người ta có những cái hành động rất là điên rồ, chỉ đơn thuần là do cái sự khủng hoảng tinh thần. Thí dụ như ở Mỹ này có những người mà thưa quý vị, họ phản đối kịch liệt khi lên máy bay, mà những nhân viên trên máy bay yêu cầu họ mang khẩu trang.
Và đến cuối cùng thì hãng máy bay phải mời họ xuống. Họ không đi, thà bị đuổi xuống, thà bị cảnh cáo, nhưng mà nhất định là không mang khẩu trang. Ở đó thật ra nó không đơn giản là vấn đề chánh kiến, mà nó là một cái biểu thị của một trạng thái tâm, mà cái tâm đó nó bị những cái xáo trộn tâm lý. Thay vì người ta có thể chấp nhận ở mức thoải mái đơn giản, thật ra ở Mỹ thì người ta không có đòi nhiều, chỉ cần một cái khăn, một cái khẩu trang bằng vải rất nhẹ để bao mũi và miệng lại thì đủ rồi, nhưng mà người ta không làm như vậy. Thì ở đây thưa quý vị, nói về khía cạnh tích cực đó, thì chúng ta phải nói một điều rằng, nếu mà quý Phật tử mà tu tập mà muốn làm phước, muốn tạo cái phước báo cho đời sau như là bố thí hay làm cái việc khác, công quả rồi vân, thì có nhiều người, đông người thì làm cũng tốt, thậm chí tốt hơn là một mình nữa. Nhưng mà riêng về những vị mà muốn trì giới hay là muốn tu tiến, đặc biệt là tu tập về thiền định đó, thì tất cả chúng ta đều nên biết học sống một mình. Cái sống một mình là một cái một ở trong những cái bài tập vỡ lòng rất là căn bản đi vào sự tu tập. Nếu mà chúng ta đọc ở trong kinh đó, Đức Phật Ngài có dạy như vậy. Đây là cội cây, ở kia là nhà trống, đó là cái chú xứ thanh vắng. Các con hãy tinh tấn nỗ lực chứ có hối hận về sau. Hay là trong bài kinh Tiếng Niệm Xứ cũng vậy. Một ngôi nhà trống, một cội cây, một ở trong khu rừng vắng, đó là những nơi mà một hành giả có thể gom tâm tu tập. Chúng ta, thưa quý vị, bắt buộc phải sống một mình, đối diện với chính mình. Không thể nào suốt cuộc đời mình sống như một cây chùm rễ. Không thể nào chúng ta lúc nào cũng nương tựa về tinh thần của người khác. Bởi vì chúng ta nên hiểu trong giáo lý Phật Pháp đó, là Đức Phật Ngài không dạy chúng ta luôn luôn có cuộc sống nương gá, giống như một đứa trẻ mà bao giờ cũng muốn cầm tay cha mẹ hết. Khi nó mới đứng chừng, mới tập đi thì cha mẹ có thể dìu đó. Nhưng mà về lâu về dài thì cái mục đích của cha mẹ làm sao con có thể đứng vững trên đôi chân của mình, có thể đi một mình, có thể trưởng thành, có thể lớn lên. Bởi vì ở trong kinh có một cái cụm từ gọi là lớn mạnh ở trong giáo pháp này, hay nói một cách khác là lớn mạnh ở trong pháp và luật này. Mà mình muốn lớn mạnh như vậy, và đặc biệt là đời sống tinh thần, thì chúng ta phải có khả năng sống một mình. Chúng tôi thưa quý vị là chúng tôi chưa thấy một vị tu sĩ Phật giáo nào mà vì đó không có khả năng sống một mình mà có những cái thành tựu sâu, có những thành tựu đáng kể về mặt đời sống tu tập nội tâm hết. Một người mà càng đi vào sâu vào thế giới nội tâm thì càng trân trọng những cái giờ phút mà mình có thể sống một mình hay là sống việt ly. Thật ra thì nếu chúng ta đọc ở trong cái Parimokkha khác, tức là cái giới bổn mà chư Phật, tất cả chư Phật đều dạy đó, ở trong đó ngoài cái chuyện mà sống như là thu thúc các căn tiến độ trong ẩm thực, thì lại có là biết sống độc cư. Và nếu chúng ta đọc những bài kinh mà Đức Phật Ngài dạy cho bà Mahapachapati Gautami, cho tôn giả, nữ tôn giả Mahapachapati Gautami, hay là Ngài Anuruddha, thì khi nói về những cái tiêu chuẩn mà để xác lập là đây là Phật Pháp hay không phải Phật Pháp, thì trong đó có cái Pháp là Pháp dạy cho con người sống viễn ly an tịnh là Pháp của Phật. Và Pháp nào mà dẫn con người đến chỗ sống ồn ào náo nhiệt thì cái đó không phải là Pháp của Đức Phật. Thời Đức Thế Tôn còn tại thế đó, thì thưa quý vị, có một cái hiện tượng mà được ghi nhận ở trong kinh điển cũng như là trong kinh sách của đạo Chan, đó là Đức Phật và những đệ tử Phật thường sống trong những ngôi tịnh xá rất là yên lặng, không có ồn ào. Chúng ta sẽ thấy rất là nhiều lần mà có những vị tỳ kheo hay là những cư sĩ ồn ào, thì Đức Phật Ngài dạy thì giả hay sẽ một người đó mời những vị đó đi chỗ khác, tại vì cái trú xứ của bậc thánh
là trú xứ của thanh tịnh. Cái nơi mà chư Phật ở và các vị thánh đệ tử ở là nơi thanh tịnh. Mặc dù các ngài có thể sống 500 vị, 1000 vị, nhưng mà rồi không phải vì sống chung như vậy. Hồi nãy thì Thầy Từ Sư có đề cập đó, sống giữa tăng chúng đó, nhưng mà các vị vẫn giữ hạnh độc cư, sống vẫn có một cái sự thúc liễm, hạn chế, không có nói chuyện ồn ào. Bởi vì mà sống số đông mà vẫn sống có thể viễn ly, sống số đông mà cũng giữ thanh tịnh được đó, đó là cái đẹp, đẹp trong Phật giáo. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận một điều rằng, khi mà mình đọc nghĩ vào trong kinh đó, thì con đường tu tập đó, tu tập nội tâm, chúng ta nói tu tập nội tâm như là thiền định vân vân, thì luôn luôn là cần một người có khả năng sống một mình. Nếu mà mình đi tu hay là mình muốn tu thiền mà mình không có khả năng sống một mình thì thưa quý vị, chúng ta không bao giờ có thể nếm trải được cái gọi là hạnh phúc của tịnh lạc, hạnh phúc của cái đời sống nội tại hết. Và đây là một cái khía cạnh tích cực mà trong thời đại dịch chúng ta rất cần để nhìn sự việc. Có đôi khi cái hoàn cảnh đưa đẩy nó ở cái thế bắt buộc nào đó. Chúng tôi nhớ rằng có một vị tỳ kheo mà chúng tôi quen, tỳ kheo đó người Anh thưa quý vị. Khi mà đi sang bên Thái Lan vì lý do gì đó mà cái passport bị mất, và trong lúc mà đến chờ đợi để xin lại cái passport đó thì có một vài cái khó khăn vì cái biến động thế nào đó mà vị đó phải chờ đợi suốt cả 3 tuần lễ cho tới khi ở bên Anh họ gửi giấy tờ qua. Thì trong 3 tuần lễ đó vị này không có tiện rời Bangkok mà phải ở một cái nhà ngoại ô Bangkok. Và lúc đó thì có một cái vị thiếu tá cảnh sát. Dạ, thiếu tá cảnh sát. Vị này có một cái nhà ở ngoại ô mà không ở. Thì vị này có nói rằng nếu mà sư muốn sư sẽ ở tại đó. Thì thưa quý vị, ngôi nhà thì rất là đơn sơ ở ngoại ô. Gần như là chỉ có điện nước thôi, chứ không có cái tiện nghi nào khác. Nhưng mà vị này sau này kể lời chúng tôi biết là ở trong 3 tuần lễ mà sống để chờ đợi giấy tờ đó, thì thay vì cảm thấy khó chịu là cái người mà họ giữ passport mình họ làm mất, thì bây giờ vị này đã tận dụng cái thời gian đó để mà học nhớ bụng. Và sau 3 tuần lễ chờ đợi đó thì vị này nằm lòng nhớ bụng. Thì về sau này vị này nói rằng rất là cảm ơn là thời gian đó lại có được một cái gì quý báu như vậy. Ở đây thì thưa quý vị, chúng tôi thấy rằng một cái người sống lạc quan, sống thực tiễn thì luôn luôn tận dụng cái hoàn cảnh, tận dụng hoàn cảnh. Cũng như nhiều người bên Mỹ đó, họ nói rằng bình thường họ đi làm và bây giờ do đại dịch đó họ phải ở nhà, nhưng mà họ được có cái họ gần với con cái, cha mẹ với con cái hiểu biết với nhau nhiều hơn, họ chăm sóc cho gia đình tốt hơn là bao nhiêu năm qua Mỹ cứ lo đi làm không. Thì nó cũng có khía cạnh tích cực. Thì ở đây chúng tôi xin thưa rằng cái việc mà chúng ta sống một mình đó, nó cũng là một cái, chúng ta đồng ý đó, nó làm cho chúng ta cô đơn, làm cho chúng ta bị cách ly và đôi khi cảm thấy khó chịu. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn ở khía cạnh tích cực thì nó cũng là một cái cơ duyên. Và hồi nãy thì quý vị nghe Chư Tăng, dù là Thượng Tọa Thiền Sư, Tọa Pháp Đăng hay Tọa Thiện Quyền, đều có đề cập đến cái ý nghĩa là chúng ta cần một thứ, một cái bản lãnh, và cần cái bản lãnh để sống độc cư. Thì đối với bản lãnh này đó, chúng tôi phải thưa rằng ở trong cuộc hàng ngày của chúng ta đó, là một lý do mà cái tâm định không phát triển thâu được là bởi vì chúng ta luôn luôn bận rộn với sắc thinh khí vị xúc. Quý vị nhớ là sắc thinh khí vị xúc hay sắc thinh hương vị xúc gọi là ngũ dục hay ngũ trần, những thứ đó đó thì nó luôn luôn khiến cho chúng ta bận tâm và nó lôi kéo chúng ta nhiều hơn là đời sống nội tại. Những người mà có thể ngồi xếp bằng lại im lặng trong nửa giờ, một giờ, ban đầu thì nó hơi không quen,
Nhưng mà dần dà khi quen đi thì vị đó cảm thấy rất là lợi lạc. Chúng tôi thưa với quý Phật tử là ở trong đời chúng tôi có một điểm rất là tùy hỷ. Riêng tư trong lòng, mỗi lần chúng tôi thấy những người mà chịu khó ngồi thiền, ngồi trong nửa tiếng hay một tiếng ngồi im lặng, thì trong lòng chúng tôi hoan hỷ lắm. Tại vì sao? Chúng tôi biết rằng những người đó ngồi lâu á, thì họ sẽ tìm thấy được một điều rằng bên cạnh cái thế giới của thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đó, thì còn có một thế giới khác hoan hỷ hơn, đó là thế giới hướng nội, đó là thế giới lắng động. Và sự lắng động hướng nội đó đó, nó tạo chúng ta một cái duyên đối với con đường giác ngộ vậy. Và thưa quý vị, chúng ta đừng nói rằng mình là người sơ cơ hay là người bình thường. Ngay cả bậc đạo sư của chúng ta đó, ở trong kinh có nói rằng khi mà Ngài rời bỏ con đường trung đạo đó, thì có một ngày Ngài đến cội Bồ Đề và Ngài nhớ lại khi mà Ngài mới lên 7 tuổi, trong lúc mà vua Tịnh Phạn đưa Ngài ra dự lễ hạ điền. Do cái duyên đặc biệt là tất cả những cung nữ, tất cả những người hầu hạ đó, tại vì đó là một quốc gia thanh bình, nên chi họ mãi miết theo dõi cái cuộc lễ hạ điền. Thậm chí họ đi hết và Ngài ngồi một mình ở dưới bóng cây trong. Và khi Ngài ngồi một mình đó, thì thay vì Ngài trách móc là ô tại sao ai đi hết bỏ mình hay vẫn mơ, thì do cái túc duyên nhiều đời nhiều kiếp, Ngài đã ngồi yên tĩnh và Ngài lúc đó Ngài thể nhập vào sơ thiền. Và cái kinh nghiệm đó nó trở thành một kinh nghiệm quý báu. Vì vậy trong cuộc đời của chúng ta, thì thưa quý vị, một khi mà tất cả cái ở bên ngoài đó nó đều là vô nghĩa, mà chúng ta có thể ngồi xuống lắng lặng nhìn vào hơi thở, lắng lặng nhìn vào cảm thọ, lắng lặng nhìn vào trạng thái tâm, hay là chúng ta có thể giữ chánh niệm một cách đều đặn ở trong bước đi, ở trong hơi thở, mà chỉ chừng đó thôi nó đưa chúng ta trở về với thực tại và không phải đặt ra quá nhiều điều kiện cho cuộc sống. Có cái lạ là trong đời sống mình hay làm khó chính mình, thưa quý vị, làm khổ chính mình. Làm khó là mình phải có cái này, có cái kia, đi chỗ này, đi chỗ kia, được cái này, được cái kia mới hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta không hề nhận ra một điều rằng chỉ cần ngồi xuống và nhìn hơi thở một cách lắng lặng, và nhìn một cách thanh thản, nhìn một cách rõ ràng, thì chừng đó nó cũng mang lại chúng ta nhiều sự an lạc, không cần những điều kiện khác. Nhưng mà chúng ta không nhận ra điều đó. Rất ít khi chúng ta nhận điều này. Vì vậy tại sao mà Đức Phật dạy chúng ta nên biết sống một mình? Sống một mình là chúng ta khám phá ra cả một cái thế giới nội tại. Và ở trong kinh Phúc có cái câu như thân ta đảo ngọc hầm châu, khéo nương tựa lấy nọ cầu chi ái. Khi con người mình đó nhìn vào thân và tâm của mình, nó là đảo ngọc hầm châu, nó là một kho báu, một kho tàng. Ở trong kho tàng đó, chúng ta có thể vận dụng cái thân sanh này để làm cách, vận dụng hơi thở để làm cái đề mục quán niệm, vận dụng thân thọ tâm pháp để quán niệm. Như trong kinh Tứ Niệm Xứ có nói rằng có thân ngay, có thân đây vì ấy sống ăn trú chánh niệm, có thọ đây vì để ấy ăn trú chánh niệm, có tâm đây vì ăn trú chánh niệm. Thì khi một hành giả mà bắt đầu biết sống một mình và biết dùng thân tâm của mình để là một đối tượng để quán chiếu, thì thưa quý vị, chúng ta bước sang một giai đoạn khác lợi lạc vô cùng. Thật ra cái thế giới bên trong của chúng ta rất là sinh động, thế giới bên trong của chúng ta rất là phong phú đến nỗi mà chúng ta đọc lại trong kinh Đức Phật này có dạy rằng Như Lai tuyên bố rằng trong một cái tấm thân bé dài một sải tay này, ở đó là có sự khổ, nhân sinh khổ, sự diệt khổ và con đường dẫn đến diệt khổ. Thân tâm của chúng ta là một thế giới, và Đức Phật Ngài dạy chúng ta rằng thế giới đó rất đáng để chúng ta nghiên cứu, rất đáng để chúng ta quan sát, rất đáng để chúng ta suy tư hơn là cái thế giới bên ngoài nữa. Vì vậy, sống một mình là một điều gần như, chúng ta nói gần như, có một vài trường hợp ngoại lệ, nhưng mà gần như là một điều cần phải khó đối với ai tu tập nội tại. Nhưng mà khi chúng ta sống một mình rồi đó, thì thưa quý vị, sẽ thấy được rằng những cái
lăng xăng với ngoại cảnh đó, nó không cần thiết nữa. Tại vì sao? Tại vì khi mà quý vị để ý thấy mình sống có bạn bè, đi ăn chỗ này, đi chơi chỗ kia, rồi làm việc này việc kia đó, thì thông thường chúng ta cần có những điều kiện. Nhưng một khi không có gì hết mà sống một mình đó, mình cảm thấy cuộc sống như thừa. Bởi vì các vị thiền sư hay dạy một điều rằng, một người đi tu mà cảm thấy đời sống yên tĩnh là đời sống trống trải, là đời sống buồn chán, thì mình đang có vấn đề. Cái vấn đề là mình không có lớn mạnh ở trong giáo pháp. Khi mà mình có lớn mạnh trong giáo pháp, mình có tu tập đó, thì chính đời sống một mình đó là một cái đời sống mà nó hàm dưỡng được giới, hàm dưỡng được định, hàm dưỡng được tuệ, và nhất là cái gọi là định học tăng thượng. Định học tăng thượng tức là sự trao dồi của chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh niệm thanh tịnh, sự trao dồi đời sống nội tại. Do vậy, trở lại với câu chuyện mà chúng ta đang bàn ngày hôm nay, thưa quý vị, đúng là mỗi chúng ta có những lúc rất sợ một mình. Nó tương tự như là có nhiều người sợ ma đó. Đi trên một con đường vắng mà đi có hai người đó, thì họ cảm thấy không sợ. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ đó, chúng tôi có một người mợ, gọi là mợ chính đó, thì hay sợ ma. Ra đường sợ ma, và mợ chính có chuyện phải cần ra, tút ra phía sau sau vườn xa lắm, mợ chính chúng tôi đi cùng. Thì hồi nhỏ chúng tôi cũng hơi thắc mắc. Dạ, chúng tôi hơi thắc mắc là nếu mà mợ chính lớn mà mình sợ ma đó, mà dẫn chúng tôi đi nữa đó, thì gặp ma chúng tôi cũng chạy thì chứ đâu làm gì được. Chúng tôi nhỏ làm sao bảo vệ được. Nhưng mà sau này chúng tôi hiểu rằng có nhiều khi không phải là có một người khác họ đi họ đánh ma giùm cho mình, nhưng mà tại vì sợ ma có người khác họ đi thì mình bớt sợ thôi. Dạ, nó đơn giản như vậy. Cũng giống như mình sợ ma quá mình trùm mền, hồi nhỏ sợ ma quá trùm mền lại, nghĩa là mình trùm mền rồi ma không làm gì mình. Mai mốt quý vị đọc qua cái chương ác ma, quý vị sẽ thấy rằng ma mà nhắc đến Đức Phật nữa. Và khi mà ma nhắc mình thì không thể nào mình trùm mền nó hết được hết. Nhưng mà chúng ta quen như vậy. Dạ, chúng ta quen trấn an mình do cái sự trấn an xung quanh đó. Do đó chúng ta luôn luôn cảm thấy cần thiết để có một người ở gần và mang trong người đó không làm gì hết. Dạ. Mấy hôm nay thưa quý vị, chúng tôi ở chùa đó là cũng có trường hợp đặc biệt là trong cái mùa lễ này, những vị ở trong chùa đều đi khỏi chùa hết, chúng tôi ở một mình. Và rồi có vài Phật tử họ chạy xuống. Dạ, họ chạy xuống, họ nói rằng sư ở mình sư có ngại không? Sư cần tụi con xuống ở chùa ở không? Chúng tôi nói đâu có gì, ngại bình thường cũng ở thôi. Thì dĩ nhiên là có khi ở trong tăng xá sao có công việc này việc kia, nhưng mà cũng hẳn là có mấy vị đó rồi làm được gì. Bây giờ chẳng lẽ chúng tôi đang ở trong phòng có ma nhát thì chạy gọi điện thoại kêu mấy vị chạy lên làm sao? Quý vị ở mình là quen, nhưng một khi mà chúng ta sống một mình, mà sống mình một cách rất là vững tâm, rất là an lạc rồi đó, thì nó tạo cho chúng ta một cái nghị lực. Cái nghị lực này là dám sống, dám đương đầu, dám đối diện. Và sống một mình đó là một nghệ thuật, sống một nghệ thuật. Chúng tôi nhớ có một vị viện trưởng của Đại học Cornell, ông nói về một ở trong những cái một cái khả năng chỉ nhiều cuộc sống, đó là sống một mình. Và trong thời này chúng tôi cũng nhắc quý vị một điểm khác đó, đó là chúng ta phải để ý bản thân của mình, và nhất là những người thân, trẻ em, những người thân chung quanh mình họ bị trầm cảm vì sự cô đơn. Hai chuyện này nó khác nhau, là nếu chúng ta cô đơn thì chúng ta sẽ học Phật pháp, chúng ta sẽ ngồi thiền. Nhưng mà những người chung quanh họ cô đơn thì chúng ta phải tìm cách để giúp đỡ họ, giúp đỡ một cách tích cực. Có nhiều trường hợp thưa quý vị rất là đáng tiếc là con cái rơi vào trong một cái trường hợp rất là oan nghiệt, như là tự tử, vì lý do là cha mẹ không để ý những cái trầm cảm ở trong lòng của con cái. Khi chuyện xảy ra rồi, chúng ta không thể trách ai được hết. Dạ, không thể trách cha mẹ, không thể trách con cái, cũng thể trách duyên nghiệp mà. À, đó là như vậy đó. Thì chúng ta nhớ rằng rất là nhiều người ở chung quanh chúng ta họ bị sự cô đơn và tâm lý họ xáo trộn. Trong cái sự xáo trộn về tâm lý đó,
họ luôn luôn gặp những cái, họ luôn luôn tạo ra những cái cực đoan, những cái khoai hay những cái bất thường. Thay vì chúng ta trách móc giận hờn họ thì chúng ta nên phát tâm bi vẫn để hiểu, để cảm thông và để giúp đỡ họ. Điều sau cùng chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị trong ngày hôm nay, đó là theo Phật pháp đó, trong cái hành trình sanh tử này, chúng ta nên có cái tư lương, chúng ta có hành trang, và chúng ta không thể nào mà sống như cây chùm gửi, hay là lúc nào cũng nương tựa vào thầy tổ, vào cha mẹ, vào người bạn đời hay bất cứ ai mà có thể theo chúng ta trong cuộc luân hồi. Và trong cuộc luân hồi đó, lúc nào cũng có thể nương tựa cho chúng ta, chúng ta nương tựa người đó, không phải như vậy. Chúng ta phải hiểu rằng hành trình sanh tử cũng như trong cuộc đời này đó, trước khi mà chúng ta có khả năng để giúp đỡ người khác, thì chúng ta phải có khả năng đứng một mình. Không có ai mà không tự mình đứng vững mà có thể nhiều người khác được hết. Mình muốn nhiều người khác đó, mình muốn hướng dẫn người khác, thì chúng ta phải có, và chúng ta phải có khả năng đứng. Và cái khả năng đứng đó đó, nó phải bắt đầu từ một cái quan niệm rất là chính xác, rất là rõ ràng, là phải có cái bản lãnh để sống một mình. Và nếu chúng ta đọc ở trong kinh điển thì ba đời chư Phật các ngài đều dạy rằng sống viễn ly, sống độc cư là một trong những cái yếu tính rất ư là cần thiết cho bất cứ người tu tập nào. Và chúng ta đừng quên điều đó. Nên biết đâu trong mùa đại dịch là mùa mà có nhiều sự cách ly, có nhiều cái cuộc phong tỏa. Chứ thì biết là đặc biệt là ở tại Mỹ và nhiều nơi, khi mà biến thể Omicron đang gia tăng, tạo nên cuộc bùng phát. Ở Mỹ là bùng phát lần thứ tư vào trong vài tuần lễ sắp tới. Có thể là chúng ta sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt lại vì cách ly, giãn cách xã hội, phải đeo khẩu trang, không phải là khẩu trang bằng vải cho có đâu. Khẩu trang là N95 hay là N94 chẳng hạn. Thì chúng ta có thể trở lại một cái giai đoạn như là trước kia chúng ta đã từng có trong năm 2020 đó, đó là tương đối cuộc sống nó giữ một cái khoảng cách, và khoảng cách đó khiến chúng ta cô độc. Và chúng tôi mong rằng bằng cái sự cẩn trọng, bằng cái sự hiểu biết, thì chúng ta thấy rằng sự giãn cách đó là tốt cho mình và tốt cho những người thân. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng vận dụng cái kinh nghiệm trong quá khứ, đó là cái vốn sống của chúng ta, để sống một mình. Nói cho cùng thì cho dù chúng ta không muốn sống một mình thì chúng ta phải sống một mình thôi. Không sống một mình vì bệnh dịch thì chúng ta cũng phải sống một mình khi mà chúng ta nhắm mắt từ trần. Chúng tôi biết có những người đó luôn luôn muốn rằng có sự đông đảo người này người kia chung quanh mình muốn có sự đông đảo người này người kia là chỗ tựa, là chỗ quan tâm cho mình. Nhưng mà rồi thứ vì theo lời Đức Phật dạy đó, thì mỗi mỗi chúng ta rốt cuộc rồi phải ra đi theo cái nghiệp của mình. Và có những cái nghiệp cầu, và nghiệp cầu đó đi một lần một người thôi, chúng ta không thể nào đi một lần mà nhiều người được. Chúng ta không thể nào chia sẻ được. Ngay cả một vị vua cũng vậy, có cả một giang sơn làm chủ cả thiên hạ, nhưng mà rồi đối diện với cái già, cái chết, thì vị này cũng ra đi một mình, thì đừng nói chi là người bình thường như chúng ta. Chúng tôi xin được nói đến một điểm khác, là chính những cái nghèo nàn về cuộc sống ở bên ngoài đó, nó lại là phong phú cuộc sống bên trong. Một cuộc sống ở bên ngoài càng phong phú thì cuộc sống nội tại càng nghèo nàn. Cái này dường như là cái tỷ lệ đó như vậy, và thuận và nghịch đó như vậy. Chúng ta đừng bao giờ mà nghĩ rằng mình sẽ có cuộc sống mà ở bên ngoài dồi dào, ở trong cũng phong phú, hay là ở trong đời sống nội tại phong phú, ở ngoài cũng dồi dào, không có. Luôn luôn là hễ
ở bên ngoài, mà đời sống nó bị khép kín, đời sống ở ngoài nó bị giới hạn. Và nếu chúng ta khéo thì chúng ta có thể khai triển cái đời sống nội tại. Và về điểm này đó, nó sẽ giúp cho chúng ta đặt lại toàn bộ vấn đề của đời sống. Không lý do gì chúng ta đã lớn lên, chúng ta đã từng trải qua những cái gian lao cuộc sống mà chúng ta không học, không chắc chiêu được những bài học đó, trở thành những cái trở thành người đàn để cho cuộc hành trình trước mắt. Có một lần, thưa quý vị, chúng tôi xem một cái cuốn phim tài liệu hướng dẫn những người đi hiking, là những người mà họ đi bộ, đi trong rừng, trong núi đó. Thì cái người mà viết bài viết đó nói rằng, một ở trong những cái lợi điểm của một người đi hiking, tức là đi thám hiểm vào trong rừng núi mình, đó là biết vận dụng cái kinh nghiệm mình đã trải qua. Cái đó rất là quý giá. Mỗi chúng ta khi mà đã trải qua đại dịch, chúng ta trải qua 2 năm rồi. Ở trong 2 năm đó đó, những cái buồn vui, những cái mệt nhọc, buồn phiền, bao nhiêu là những cái thăng trầm của cuộc sống, chúng ta có góp nhặt lại trở thành một bài học, chúng ta có góp nhặt lại trở thành một vốn sống, chúng ta có góp nhặt lại thành một cái bản lãnh để chúng ta đi tiếp tục hay không. Không phải là chúng tôi muốn làm cho quý vị bi quan hay làm quý vị lo sợ, nhưng mà thật ra cái biến chủng của COVID mà chúng ta gọi là Omicron cho đến ngày nay thì chúng ta biết rằng nó lây lan rất mạnh. Và chúng ta biết được là năm 2022, liệu rằng nhân loại có lúc nào đó mà chúng ta có thể thở phào nói rằng mình đã thoát khỏi đại dịch chưa? Chúng ta không biết chắc, quý vị. Chúng ta nhớ là 24 tháng rồi. COVID từ Vũ Hán là khởi sự từ tháng 12 năm 2019. Quý vị thấy đến nay là 24 tháng rồi. Mà chúng ta còn phải vật vả. Và theo một số các nhà dịch tế học mà đáng gọi là đáng kính nể đó, những người này có nói như vậy là COVID chỉ là một ở trong một số các đại dịch thôi. Ở trong tương lai, nhân loại sẽ phải đối diện với nhiều cái con COVID, nhiều cái virus khác, chứ không phải là chỉ COVID mà thôi. Vậy thì chúng ta không có thể nào tự an ủi chính mình là rồi cái gì rồi cũng đi qua. Mà thay vào đó thì chúng ta nên vận dụng cái vốn liếng, kinh nghiệm quý báu trong 2 năm vừa qua đó, để tự đặt ra một vấn đề là liệu trong cái hoàn cảnh mà đại dịch ai cũng kêu gọi cách ly, mình có khả năng sống an tịnh ở trong 7 ngày, 5 ngày, 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày không? Có thể an tịnh trong 1 giờ không? Chỉ riêng có 1 giờ đó mà trong 5 phút, 10 phút chúng ta ngồi buổi sáng hay buổi chiều trong yên lặng và chúng ta sống với chính mình, quan sát với chính mình, thì điều đó Đức Phật này xem cũng là một cái điều rất là lợi lạc. Và biết sống với chính mình hay là biết sống một mình, nó lại là một cái kinh nghiệm hết sức là cần thiết, rất là quý cho bất cứ một hành giả nào đi trên con đường tu tập. Và lâu lâu thì chúng ta nên lật lại những trang kinh xưa để đọc lại về hành trạng của các đệ tử Phật và kể chính Đức Phật, các ngài đã sống như thế nào. Chúng tôi rất là thích những cái câu chuyện mà qua đó nói về Đức Phật. Khi mà ngài rời khỏi thành Ca Tỳ La về, ngài đến bên dòng sông Anuma, ngài trao lại cẩm bào và những vật dụng cho Sa Ná hay Sa Nặc mang về. Thưa quý vị, buổi sáng hôm sau, ngài đi vào làng khất thực. Đó là bữa ăn đầu tiên mà ngài ăn cái thức ăn ngài chưa từng ăn bao giờ. Thức ăn của bá tánh phát tâm đặt vào trong bình bát. Nó vừa hỗn tạp mà nó không có một cái vị ngon như đã được chuẩn bị trong hoàng cung. Và ngài đã quán tưởng và ngài đã thọ thực với cái ý nghĩ rằng ta sẽ sống từ đây cho đến cuộc đời bằng thực phẩm này. Có những tháng ngày ngài sống trong rừng sâu một mình mà không có người hầu hạ. Chúng ta phải nói đối với một vị vương gia, một vị từ bỏ ngai vàng để sống trong rừng sâu núi thẳm một mình, thì điều đó tạo cho chúng ta một tác động rất là lớn. Và hầu như tất cả những đệ tử Phật đều có khả năng sống một mình.
Hôm nay khi mà chúng ta nói chuyện ở trong lớp Phật Pháp Buddha Dhamma này, thì chúng ta không có thấy cái tác động tâm lý nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta đi sang hành hương bên Ấn Độ, những nơi ở Linh Thiếu Sơn và những nơi khác như ở Nepal, chúng ta bắt gặp rất là nhiều những cái động đá, và người ta cho biết rằng ngày xưa các đệ tử Phật đã từng sống tại đó. Thì chúng ta thấy rằng đời sống độc cư không phải là một sự bắt buộc, mà là một cái nếp sống cố hữu của các bậc thánh nhân, của những bậc thánh đệ tử Phật, những người đi trước. Và các ngài đã để lại cho chúng ta những tấm gương rất đẹp. Và chúng ta mong rằng vì ý nghĩa của bài học ngày hôm nay sẽ giúp cho chúng ta mạnh dạn sống rất là vững vàng, sống rất là kiên trì, sống rất là tỉnh táo, chánh niệm trong cái cuộc sống cách ly, trong cuộc sống một mình giữa thời đại dịch. Và sau này không chừng có lúc nào đó chúng ta cảm ơn COVID đã cho chúng ta có cơ hội để sống viễn ly như vậy. Thưa quý vị, chúng tôi xin chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma ngày mai thứ sáu là ngày cuối năm 2021, thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục tuần lễ đặc biệt để tiễn đưa năm cũ và bước sang năm 2022. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi biên soạn chương trình đặc biệt cũng như đúc kết bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tông rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những dấu nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tuân chỉ, không làm các ác nghiệp, hưng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ấp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong kinh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng tạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh gọi nhân mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền quá ban tròn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa. Cầu